Bác biết đây là hoa gì không ạ? Tôi thấy nó cũng rất đẹp nhưng mà không biết là hoa gì. Nếu ai mà biết thì comment để lại ở dưới giúp tôi nhé. Nhìn thì giống hoa dâm bụt, không biết có phải hoa dâm bụt không. Thấy nó đẹp quá, đi qua thì ghi hình là cái kỷ niệm. Các bác xem nếu mà thấy là cái tên hoa gì thì nhớ comment ở dưới giúp tôi nhé. Mà thực sự là tôi cũng không biết nó là hoa gì, thấy nó đẹp ạ. Hoa này có 5 cánh nhỉ. Nở thì vào tháng 5 và tháng 6 này. Đây có cả lụ này. Lá này. Có phết này. Mà các bác xem có gì comment xuống dưới giúp họ tôi ấy. Thật sự tôi không biết nó là hoa gì luôn. Cùng chia sẻ cho cộng đồng mọi người cùng biết. Đẹp thật. Và video ở đây xin chào quý vị và các bác nhé.